Chào bà con cô bác rất nhiều. Thì hồi sáng Cường cũng có đi làm ở tại đường Tôn Đức Thắng á, thì cũng thấy đây là những cái gốc cây rất là độc lạ, giá trị liên thành, cho nên nó là hôm hồi nãy Cường cũng có xin cái ý kiến của bác ở đây nè, cũng mình đến đây sẽ review á, hồi nãy bác cũng đồng ý. Dạ, thì bây giờ Cường sẽ đi vô review cho bà con cô bác xem cái những cái gốc cây mà người ta đã sưu tầm độc lạ như thế nào. À, phải nói là đây là ở Sóc Trăng là chỉ có chỗ này là phải nói là cực kỳ là sưu tầm những cái gốc cây độc lạ, về người ta chế tác ra những cái con vật, bức tượng Phật này kia rất là độc lạ. Thì giờ Cường mời bà con cô bác. Phía trước Cường đó chính là những gốc cây độc lạ thì cũng được các nghệ nhân người ta chế tác. Thì trước mặt Cường thì cũng đây là một cái gốc cây mà các nghệ nhân người ta cũng đã chế tác rất là nhiều những cái con vật. Thì đây là những gốc cây được nghệ nhân là làm rất là tỉ mỉ, rất là đẹp luôn nha bà con các bác. Thì ở đây nếu thật sự ra thì nếu mà Cường review á là tầm ít nhất khoảng 4-5 cái video ở đây. Thì lý do thì cũng mình cũng hạn chế đó. Thì nữa rảnh thì Cường sẽ review cho bà con cô bác xem. Thì trước mặt đây cũng là cái gốc cây cũng rất là to. Thì gốc cây này có hình dạng giống như là cây dù nha bà con cô bác. Thì phía trước đó thì cũng một cái bức tượng Phật cũng bằng gỗ. Thì bên trong đó một gốc cây đó là trị giá rất là khủng nha bà con cô bác. Thì bây giờ Cường sẽ đi vô xung quanh review cho bà con của bác xem. Giờ mình gặp bác ở đây nè. Dạ bác. Cái này cho con hỏi bác, thì mình thì sáng nay bác vệ sinh chùi hả, mình có là mình tạo những cái hoa văn mới bác. Không, là đi vệ sinh thôi. À, vệ sinh đó bác. Là bác là nghệ nhân ở đây hay gì à bác? Không, tôi chỉ là vệ sinh làm đồng gió cây làm mặt dọc. Dạ, chỉ vệ sinh ha. Thì cái gốc cây này con nhìn thấy rất khá là bự nè. Mình hồi đó xưa là kêu mình gọi là gốc cây gì bác? Cây bàn đá. Cây bàn đá hả? Cây này hồi đó mình có nghe tuổi thọ là khoảng bao nhiêu năm không bác? Tuổi thọ là 980 mấy năm á. Dạ. Thì nghe bác chia sẻ là cái tuổi thọ của cây bàn đá này là 980 mấy năm hả bác? 980 mấy năm. Thì cái gốc cây này hồi đó là mình được ông chủ đem về, có nghe nói là cái giá trị nó cỡ nhiêu không bác? Giá trị thì mình là không rành lắm, nhưng mà có ở gia dân ở Đà Lạt đó, lên lại trả là 32 tỷ. Dạ, cũng như là cái giá trị thì lúc mình từ đem về dưới cái sản phẩm mình làm là mình không biết, nhưng mà có ở Đà Lạt là người ta trả giá là 32 tỷ à. Dạ. Thì nghe bác chia sẻ thông tin cũng rất là cái gốc cây á, thì cái bàn đá cũng rất là giá trị. Thì cái gốc bàn đá này á là rất là to lớn nè. Thì cho nên á là bây giờ á thì được để trưng bày ở tại đường Tôn Thắng. Đây là những cái rễ cây nè bà con có bác xem không? Thì người ta cũng đã vệ sinh rất là độc lạ. Cái này hồi đó bự vận chuyển chắc cũng bằng bằng xe cũng xe chứ. Từng phần dạ. Cái này mình cắt từ phần á.
Dạ cái này quá quá xá bự luôn con bác ơi. Thì con thấy ở đây cũng nhiều cái gốc cây cũng độc lạ nè. Sa cừ á. Dạ mấy cái cây này là mấy cây sao bác. Cái này phải nói là nghệ nhân làm rất là tỉ mỉ luôn. Ủa con thấy trong này mình làm những cái sản phẩm này nhiều quá nè, mình đâu có mình chỉ trưng bày thôi phải không bác? Trưng bày chơi nè. Dạ. Người ta lại hỏi mua nhưng mà không bán. Dạ có người ta hỏi mua mình không bán ha. Chủ yếu là mình trưng bày cái độc lạ của đặc trưng của quê hương Sóc Trăng mình. Dạ. Thì con đi cũng nhiều chỗ và con thấy chỗ này rất là độc lạ luôn đó. Thì nói chung ở Sóc Trăng mà được trưng bày những cái sản phẩm này là rất là có giá trị. Cái gốc cây này con thấy cái bề hoành của nó rất là rộng ha. Cái diện tích của nó là khoảng 64 mét vuông. Diện tích là 64 mét vuông hả? Quá xá luôn. Cây bàn đá. Thì cái gốc này nó rất là to, thì cho nên người ta bắt những cái ốc vít này lại với bà con cô bác. Tại vì khi mà lúc vận chuyển có thể là một số rễ mình cắt ra. À, cắt ra xong thì về người ta sẽ nối lại. Cái dấu này là cái dấu nối này để Cường quay cho bà con cô bác xem. Dạ phía bên trong thì cũng rất nhiều là cái gốc cây độc lạ luôn. Đó. Wow. À, vô đây thì mình thấy ghê view thôi bà con cô bác thấy là rất là khủng luôn. Wow. Không thể tưởng tả, không thể tả nổi. Bên trong là rất nhiều cái rễ cây độc lạ luôn con cô bác. Thì hôm nay Cường cũng rất là có duyên ghề wheel. Quá luôn bà con cô bác ơi. Rất là độc lạ. Thì cũng được xin ý kiến của chú á. Thì mình sẽ ghề wheel cho bà con cô bác xem. Wow, này bà con cô bác ơi, coi nghệ nhân à. Làm đây là những cái hình ảnh rất là đẹp. Đây là trái trâu. Phía trước này là con sư tử vậy đó. Thì nói chung ở chỗ này thì Cường cũng đã biết rồi, nhưng mà Cường không có dám vô để gầy view. Thì đặc biệt hồi sáng nghe chú nói đó, cũng xin ý kiến chú đó, mình gầy view cho bà con. Còn cái này là bên trong cái gốc cây đó nghe bà con cô bác. Cái gốc cây. Cái gốc cây này thì khá là bự luôn. Thì nghệ nhân cũng đã vệ sinh, tách rửa. Là phía bên trong nè, Cường cho bà con cô bác xem. Phía bên trong rất là rộng nha bà con cô bác. Để Cường đi qua đây cho bà con cô bác xem. Thì nói chung thì Cường cũng đi làm giúp cho bà con, thì mình cũng phải quay nhiều cái hình ảnh để cho bà con của bác xem. Bà con của bác xem cái rễ cây không? Đây là cái bộ rễ của cái cây rất là độc lạ. Cái này là cái rễ phần ở phía dưới đó, người ta nhổ lên luôn á. Thì cho nên ta đem về giữ lại toàn bộ cái rễ nào mà nó vẫn còn dính được. Quá xá bà con của bác ơi. Nãy Cường đứng bên kia, Cường ghi cho bà con cô bác xem. Thì bây giờ bên đây nè. Bên đây là những cái phần cây người ta để. Cái này là trong phần của nó nè. Quá xá luôn bà con cô bác ơi. Rất là độc lạ. Quá cái rễ cây bự luôn. Oh.
Hôm nay Cường cũng rất là có duyên á, được vô đây review con cô bác. Bên đây cũng một số ghế nè. Một số ghế này người ta để đã vô dầu, vô những cái thuốc mà mấy con mối ăn á bà con cô bác. Thì toàn bộ là những cái ghế cây rất là độc lạ. Quá xá luôn con các bác. Thì phải nói là hôm nay Cường cũng có duyên cũng đến đây để tham quan. Đây cái gốc cây này cũng được tạc bức tượng Phật. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Quá xa đã mà mình còn đó. Cái này phía trước thì những mấy cái lỗi này là người ta vệ sinh đó, vệ sinh cho kỹ ra rồi giờ người ta lọt qua những cái mà gỗ mềm á để cho mình xem. Cái này là cái mấy cái phần dư nè, người ta cắt cái gì người ta cắt bỏ nè con đó. Cái này người ta bắt ốc lại nè, ốc để giữ cái phần cây cho nó điện càng á. Cái này cái dấu còn cái này là người ta bắt cái dạng chân mà chịu lại cái phần nối lại cái chỗ cũ á, nói là cái hiện trạng mà cái gãy cũ á. À đây là cái dấu nối nè, nếu mình vận chuyển bự quá có thể là không vận chuyển được. Thì cái bằng đá này lúc trước là ở bên phía Đà Lạt người ta trả giá 32 tỷ bà con cô bác. Thì phải nói bên trong có thể là rất nhiều những cái sản phẩm mà có thể là rất là giá trị. Thấy Cường đi vòng vòng cho bà con cô bác xem. Cái này ngày nào mình cũng vệ sinh hay là lâu lâu mình mới vệ sinh lần bác? Một tuần mới vệ sinh ngày. Một tuần ha, tại vì mình ở cặp lộ bụi á. Dạ. Rồi bây giờ mình còn tạo ra những bức tác phẩm nào nữa không? Mấy gốc cây bên đây nào mình để gì luôn hay là mình còn tác phẩm nào nữa? Để gì thì dời gốc này ra tuốt làm sao, đất làm sao mới gáp được. À, cứ như là... Cái này mấy cái gáp chưa có hoàn thành. Cái bộ ghế này gáp chưa hoàn thành chưa anh? Chưa dạ thì nữa mình dời ra phía sau dời ra phía sau tốt sao nữa dạ gáp. Cái này quá xá ha. Nửa ông Phật đó nằm ở trên đó đó. Dạ dạ ông Phật đó nửa ông Phật là nằm trên gốc cây đó bạn. Ồ cái này đúng là giống như cái tác phẩm mới luôn ha. Dạ thì sau khi nữa cái bức cái cây gỗ cây nữa có cái mà cái gốc cây nè thì nữa nghe chú nói là nửa giờ ra sao thì bức tượng ở phía trước đó là sẽ nằm ở trên điểm điểm bức cây đó. Rồi cái này nữa mình làm hoàn thiện là chắc có người tham quan nhiều lắm ha bác. Con cũng đi ngang mấy lần rồi mà con không dám vô hỏi tại sẵn sáng đi móc cống đó. Đẹp quá. Dạ con cảm ơn bác nhiều luôn nha bác ơi. Dạ. Thì sau khi một vòng tham quan sơ lược những tác phẩm độc lạ từ những gốc cây rất là thô sơ thì được nghệ nhân cũng đã chế tác lại những hoa văn cực kỳ đẹp. Thì Cường cũng đã review sơ lược cho bà con cô bác xem.
thì cũng xin chúc bà con cô bác cũng luôn dồi dào sức khỏe, luôn thành công trong cái công việc. Thì đặc biệt hôm nay thì cái trong này thì Cường có thể là review cũng rất là nhiều video, cũng nên Cường cũng tranh thủ thời gian đi mua gạo giúp cho bà con cô bác. Thì hôm nay Cường cũng xin chân thành mà cảm ơn bà con cô bác cũng đã theo dõi kênh Cường Calamen trong thời gian qua nhé.